Khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 15 tháng 11, đúng lúc lũ dâng cao, một phụ nữ ở phường An Cựu, thành phố Huế chuyển dạ. Nhận tin, công an phường An Cựu nhanh chóng lội lũ, kéo thuyền nhựa qua con hẻm ngập sâu đến 1,5 mét để đưa sản phụ cùng hai con nhỏ ra khỏi vùng lũ, đến bệnh viện an toàn. Ngoài ra, công an phường An Cựu còn vượt lũ dữ, ứng cứu kịp thời và đưa đến nơi trú ẩn an toàn đối với 19 trường hợp tại những nơi bị ngập sâu, trong đó có 3 trẻ em, 3 người già neo đơn, 2 phụ nữ mang thai và 11 sinh viên nữ ở ngoại tỉnh đang thuê trọ tại Huế. Tương tự, công an phường Vĩ Dạ, thành phố Huế và lực lượng bảo vệ dân phố cũng đã kịp thời tiếp cận và đưa một sản phụ ra khỏi vùng lũ đến tránh trú tại nơi cao ráo, an toàn.